quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có lệnh đóng cửa rừng trong toàn quốc, đặc biệt là đối với Tây Nguyên. Tuy nhiên, bất chấp lệnh cấm, tại Đắk Nông, thời gian qua, rừng vẫn đang bị chảy máu từng ngày. Không chỉ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, mà ngay cả rừng bảo tồn cũng bị lâm tặc ngang nhiên tàn phá. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại một trong số hàng chục bãi tập kết gỗ hộp tại tiểu khu 1133 thuộc lâm phần khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung quản lý. Hàng chục cây gỗ dầu gió có đường kính 60cm đến 75cm bị lâm tặc đốn hạ, xẻ hộp tập kết thành bãi như thế này. Thậm chí, ngay tại giữa rừng, nhưng lâm tặc ngang nhiên mở đường, dựng lán trại, khai thác gỗ và tập kết gỗ công khai tràn lan. Đặc biệt, tại hiện trường, phóng viên phát hiện nhiều gốc gỗ Yu Sam thuộc nhóm 1A có đường kính từ 90cm đến 1,8m bị lâm tặc khai thác và chuyển ra khỏi rừng tiêu thụ, chỉ còn lại trơ gốc. Dấu vết hiện trường cho thấy rừng bị tàn phá vào nhiều thời điểm trong thời gian dài. Tuy nhiên, khi được hỏi về trách nhiệm của đơn vị mình, vị giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung lại cho rằng hiện trạng rừng bị tàn phá xảy ra trước khi nhận bàn giao và trách nhiệm thuộc về đơn vị quản lý trước đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đức Hòa. Vụ việc mà đó thì nó lại nằm bên cái diện tích của công ty Đắc Hòa chuyển qua khi bàn giao thực tế vào hiện trường là ngày 11 tháng 5 năm 2016. Thì trước khi bàn giao á thì tôi cũng có yêu cầu các cái đoàn bàn giao là đánh giá một số cái mặt tác động khi chuyển giao cái rừng này, tức là tổng diện tích rừng là 9.415 hectare chuyển giao mới, thì trên 5 công ty, thì sau khi bàn giao thực địa thực tế thì chỉ mỗi công ty mỗi ngày, đó thì tôi cũng yêu cầu nếu bàn giao không kỹ thì chúng tôi sẽ cung cấp một số cái thông tin tài liệu khi đã kiểm tra được và đoàn xác nhận dùng, đấy yêu cầu thế. Thì thực chất mà nói chỗ phía Đắc Hòa thì cái đường đi bộ là rất là khó. Vì vừa rồi cái đoàn công tác đi kiểm tra là đi một ngày vào nông trại Đắc Hòa trong năm này đó sao đi tiếp. Đó. Cho nên là trong cái thời điểm bàn giao một ngày thì 2-3 ngày bàn giao đấy thì đơn vị không kiểm tra ra được cái khu vực đó. Trong khi đó, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đức Hòa lại khẳng định hiện trường các vụ phá rừng xảy ra sau thời điểm bàn giao về cho khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung vào ngày 11 tháng 5 2016. Bởi trước khi tiến hành bàn giao rừng, khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung đã cử cán bộ nhân viên phối hợp với các cơ quan chức năng đi khảo sát, kiểm tra thực địa rất kỹ trên toàn bộ diện tích gần 2.700 hecta, trong đó có tiểu khu 1133. Trước khi bàn giao thì bên bảo tồn thiên nhiên Nam Nung cũng đã qua làm việc. Và tôi cũng thống nhất quan điểm rằng cái việc giữ rừng là việc chung, cho nên là tôi vẫn để cho anh em nó qua và cho anh em ở cả trạm của tôi, để có mục đích là chúng ta trong cái thời gian mà nó giao thời đó nó rất dễ xảy ra những cái tiêu cực hoặc phá rừng trong đó, cho nên là tôi đã cho cả anh em bên bảo tồn qua cùng phối hợp với anh em bên này để vừa quản lý để chính thức sau đó bàn giao. Thì trong cái thời gian đó thì số cán bộ anh em của bảo tồn á thì cũng đã đi rà soát rất là kỹ, và trong cái biên bản bàn giao đã thể hiện rất là rõ nơi nào có tác động và nơi nào không có tác động. Và trong cái diện tích hơn 2.700 hecta đó thì không có một hecta nào là rừng bị phá cả. Được biết, toàn bộ diện tích rừng thuộc khu bảo tồn được bảo vệ, bao bọc xung quanh bởi hàng chục nghìn hecta rừng tự nhiên, với hàng chục chốt kiểm soát, trạm quản lý bảo vệ rừng của 6 công ty lâm nghiệp, khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, hạt kiểm lâm của các huyện. Nhưng không hiểu vì sao, gỗ vẫn vô tư ra khỏi rừng. Hiện tượng móng nhà bị sụt lún, tường nước, trần nhà sập xệ, bong tróc từng mảng, cửa sổ và cửa chính bị mục nát và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Để đảm bảo tính mạng cho thầy cô và các em học sinh, không còn lựa chọn nào khác.